Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên là rất cảm ơn các bác luôn quan tâm với em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới của video, để mỗi khi lên video hệ thống nút sẽ báo qua tin nhắn tốt biết rằng em vừa lên video, vì ngày nào hàng ngày đều có video, để tránh mất thời gian vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì em có một cái kính dây băng Aviator mắt màu xanh sao muống RB3. Cái kính này được sản xuất thập niên 1970, kính bao gồm kính, khăn và bao. Đấy, bao da còn rất là mới. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ nhé, mà ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 65 66 826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Đây là mắt xanh da muống RV3 nhé. Những dòng thập niên 70 thì nó không có cái chữ dây băng mắt trắng trắng trên này đâu nhá. Em phải phân tích cho bác thấy nhá. Và nó không có chữ. Đấy. Nó chỉ duy nhất là có cái chữ B và L ở góc. Cái này, ở góc ngoài này. Đấy. Bây giờ nó chỉ có góc ngoài thôi. Nó chỉ có góc 12 giờ đấy. Đây này. Ngón tay chỉ này. Giá cái này là 5 triệu đồng nhá. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chất bao tất toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán thì có là chuyển khoản, ship cho các là chuyển thức sức thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định của bên em từ xưa là như thế. Các bác ở sở tỉnh ở xa hãy xin tâm rằng em sẽ gửi một phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí, em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 đến 4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh và bão lũ. Giá cây là 5 triệu đồng hay còn gọi là 5.000k. Đây là dây băng Aviator mắt màu xanh dao muống RV3 được sản xuất thập niên 1970. Kính thì nguyên trên toàn bộ, giờ độ mới thì khoảng 94-95%. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao trách bao đất toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Về giờ thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có thể từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện các bác điện thoại trước xem, tránh tình trạng đến đột xuất của em đi gửi hàng, đi giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em và người thân. Các bác điện thoại trước cho em thì em sẽ nghiêm tiết đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, và em sẽ lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, rằng tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ của đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp ví, hợp đông, hợp vu. Và sau khi bác ra về thì em sẽ gọi xe ôm, taxi ra nhà ga, bến xe, sân bay, đi nơi về chốn, đảm bảo an toàn, yên tâm tuyệt đối. Các bác nào không biết đường thì gọi điện cho em sẽ chỉ đường cho nhiệt tình, chu đáo hết mình. Với quan điểm bên em là giao lưu vui là chính, mua bán đôi khi chỉ là thứ yếu, và em sẽ có phước cho bác nào nhiệt tình mua bán, giá cái này 5 triệu đồng. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn nơi mua bán lâu năm có thương uy tín, ở đó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, tránh tình trạng mua ở chỗ cái địa chỉ là không rõ ràng. Vì ngày nay với thông phương tiện thông tin chúng thì một số đối tượng xấu họ thuê gian hàng ảo, họ bán những cái đồ dởm, đồ giả, đồ nhái trên những cái trang thương mại điện tử, họ bán qua app, cái app đấy thì lại không có địa chỉ rõ ràng, địa chỉ lung tung linh tinh, cũng như là hàng ở nơi địa chỉ nơi đấy. Thứ hai nữa là nó mua bán hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà này, chân chung cư kia. Thật ra là những cái hẹn cái kiểu đó là hẹn địa chỉ nó không rõ ràng đâu, vì nó ở một chỗ khác xong nó phóng xe đấy, hẹn đấy. Thậm chí hẹn cà phê, mà không hẹn cà phê được, nó bảo anh ở đâu em mang qua, xem bưng lấy. Những đối tượng xấu họ hay có những cái chiêu trò bán kiểu thế. Và có những người mà đàng hoàng, lịch sự, lịch thiệp, và những người bán những cái shop bán và đồ cổ đồ xưa lâu năm thì khuyến cáo là đến nơi tại nhà một sở thị. Bởi vì ở đó là rất là nhiều đồ cổ đồ xưa, người ta không thể đi được. Thứ hai người ta rất là bận. Đó. Cho nên là các bác nên đến mục sở thị tại nhà, có làm sao có để ăn vạ được, và mục sở thị đến tại nhà làm sao có để ăn vạ được. Đấy là cái kinh nghiệm trong nước cũng như ngoài nước, em đi kể cả em ra nước ngoài thôi, em cũng phải tìm đến những nơi mà mua bán mà nó có lâu năm, nhưng còn ngoài đường, ngoài chợ ít khi mua lắm, đa phần là không mua, bởi vì là cái bán xong nó phủ tay, thứ hai là nó ủ tái quyền mai mới tìm vào đâu. Đấy là góc độ chia sẻ kinh nghiệm, bất kể là mua đồ của đồ xưa hay đồ hàng hiệu, đồ ao đời mới bây giờ đấy, quần áo, giày dép, rồi là ví thắt lưng, cái gì đấy là mình nên hãy chọn những nơi mà nó có cái thương hiệu lâu năm rồi, thì luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đấy là góc độ chia sẻ quan điểm cũng là kinh nghiệm mà em mua bán rất nhiều năm. Vì ngày nay với cái thông tin đại chúng, một số cái trang mạng xã hội nó nhiều đối tượng xấu họ lập nick ảo mà bán xong rồi nó phủ tay luôn, và địa chỉ thì không rõ ràng, địa chỉ lung tung linh tinh. Đấy, giá 5 triệu đồng nhá. Vâng. Một số bác có thắc mắc tại sao mà kênh chú triển khai là hơn 5 năm mà cũng được 1.500, em làm các khách sạn thiên hương không câu like câu view một cách rất tự nhiên,
chân tình, chân thành, chân thật nhất. Còn những đối tượng khác mới làm được hơn năm mà lượng đăng ký kênh theo dõi là 8.000, 9.000, một số thì được một số đối tượng khác là được 5 rưỡi 2 năm là 15, 16, 17.000 người. Anh ơi, chia sẻ thật luôn nhá, đây là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale đẩy like, đẩy view, đẩy được lượt đăng ký kênh theo dõi lên vọt lên cách chóng mặt đấy. Chứ còn nếu mà làm cách tự nhiên thì không là có thế đâu, khẳng định 100% là như thế luôn. Giá của cây dây băng này là 5 triệu đồng, mắt màu xanh lên bóng RB3. Ở cái dòng mắt này thì các bác nào mà thậm chí là đi vào buổi tối với nhiều ánh đèn sáng choang thì mình vẫn đi được. Đấy, nhưng nắng gắt cao quá thì đi cái này thì nó chỉ giải quyết một phần, nhưng nắng vừa vừa thì đi cái dòng này thì tuyệt đỉnh luôn. Nhưng cái dòng xanh trong bóng RV3 này thì nó hay ở cái điểm chỗ là con trai đeo cũng được, con gái đeo cũng được, rất là đều đẹp. Các bác có thể là mua tặng vợ, tặng người yêu, tặng bồ hoặc tặng ai đó mình yêu quý, yêu thích, hay là tặng sếp hay tặng cán bộ gì đấy, là đảm bảo là sau thời gian sau là thăng quan tính chức. Đó là góc độ chia sẻ quan điểm nha. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và dành rất nhiều thời gian ra xem video, vì video em thường thường kéo dài rất nhiều thời gian. Nhưng thật ra đó là những góc độ chia sẻ quan điểm, và em cũng có một số cái cảnh báo là về lan đột biến hoặc là như là cái chiêu trò đa cấp của rất nhiều công ty về những sàn vàng rồi tiền ảo, đồng tiền ảo các thứ đấy. Thì em cũng cảnh báo thứ hai là về vấn đề chuyển khoản, thì em cũng có các góc độ chia sẻ tư vấn làm sao các bác không nên mắc phải, vì mắc phải đấy là tiền mất tật mang. Đấy là góc độ chia sẻ những quan điểm, vì rất nhiều em chứng kiến nhiều người bị rồi đấy, cho nên là em sẽ nói thẳng, nói đuột luôn, nổ thẳng và xuyên thủng ngay những đối tượng mà nó có cái hình thức lừa đảo xảo trá như lan đột biến hoặc là đa cấp, đa keo hay là hack tài khoản, mà mình phải nổ thẳng và xuyên thủng ngay tức thì, bất kể nó như nào. Giá là 5 triệu đồng nhá. Và một lần nữa rất cảm ơn bác xem video. Các bác nào yêu quý thích kênh Kính Cổ Kính Xưa thì các bác ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông. Mỗi khi lên video, hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn bíp bíp rằng em vừa lên video. Rất cảm ơn bác đã dành thời gian. Xin chào, hẹn gặp lại, tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn luôn dồi dào sức khỏe.